anh em để quạt cách khoảng tầm gần 1 mét là vẫn rất là mát, còn nếu mà để gần vào khoảng đây khoảng tầm 4-50 phân này, mát lạnh luôn. Sẽ là lô thiết bị vệ sinh cao cấp, chất lượng. Bên shop về được một cái lô ô dù anh em nhé. Ô dù hôm nay thì có hai loại, một loại là dài và một loại là gấp gọn anh em nhé. Đây, đây là cái lô ô dù gấp gọn anh em này. Đó, hàng của Nhật, hàng của Nhật anh em nhé. Lô này nó xịn lắm, 1.900 yên luôn này. Nó có nhiều màu sắc nhá, tất cả nó đều có một cái bao ở bên ngoài như thế này. Đó, gấp gọn lại rất là gọn luôn, chỉ có hơn một găng tay thôi. Anh em bỏ cốp xe là rất là ngon luôn. Đó, thì đây Mạnh mở thử một cái cho anh em xem đi. Xòe ra nó rất là lớn nha. Thấp thấp xuống Mạnh, thấp xuống anh em thấy. Đó, anh em thấy chưa? Đó, con này khi mà anh em xòe ra là cái đường kính của nó cũng phải đến cỡ 1 mét thôi anh em. Mà toàn bộ là các cái chi tiết của nó anh em thấy không? Bằng nhôm, bằng nhôm. Đó, rất là xịn luôn. Mạnh gấp lại cho anh em xem này, nhẹ nhàng. Đó, gấp lại mà cái chất liệu của nó rất là xịn luôn nha. Đó, gấp gọn lại. Đây, anh em nhìn chi tiết của nó làm này, nó rất là xịn, bằng nhôm hết. Đó, sau khi gấp gọn lại thì nó nhỏ xíu, mà xòe ra thì nó cũng rất là lớn, mà cầm rất là nhẹ nhàng. Rồi, báo giá anh em luôn đi. Ô dù gấp gọn giá là 120.000 một cây. Đó, mình sẽ giao ngẫu nhiên một trong số những cái cây như thế này anh em nhé. Màu sắc nó có nhiều màu. Bây giờ sẽ chuyển qua cái lô ô dù dài. Đây anh em nhé, lô này là lô ô dù mà cán dài này. Nói chung là một cây này thì nó dài khoảng chắc cỡ 8-90 phân đó. Dòng này thì nó không xếp gọn được, nhưng mà ưu điểm của nó là cái thao tác mà mình mở dù thì nó rất là nhanh. Thì cái này phù hợp xài ở trong gia đình thôi. Cây dù gấp thì anh em mang đi dã ngoại, cốp xe. Còn cây này thì để ở nhà, khi mà mình muốn đi ra ngoài nó nắng mưa thì mình che. Rồi, hàng này thì nó sẽ, đây anh em nhìn này, đó, chất liệu của nó, cái cán thì bằng, một số thì bằng gỗ và một số thì bằng chất sừng anh em nhé, nhựa. Đây, có nhiều màu sắc nha anh em nhé. Đó, hàng này sản xuất tại Nhật luôn anh em nhé, rất là xịn này. Giá không hề rẻ luôn, 2.500 yên. Hàng siêu thị mà nó mới 100%, nó có cái màng bọc bên ngoài. Màu sắc thì nó có một vài màu như thế này anh em nhé. Đó, màu sắc thì có nhiều màu. Đó, thì cái này chỉ phân loại ra thôi là cái cán nhựa thì giá sẽ là 120.000 một cây. Dù Nhật cán nhựa 120. Còn ở đây nó có một số thì nó bằng gỗ anh em nhé, cán gỗ. Cán gỗ. Đó, cán gỗ này thì nhìn trong cái cây dù nó lớn, nó lớn hơn. Đó, thì cây cán gỗ này mình báo giá luôn anh em đi, là 160.000 cây. Đó, rồi anh em nào chốt thì liên hệ nhá. Dù Nhật xài siêu bền, mấy cái cán gỗ này nó còn có cả một số chi tiết nó dập bằng kim loại lên này này. Đó, mà còn mấy cây nhựa thì những cái phần khung gọng này của nó cũng bằng kim loại luôn. Tiếp theo sẽ là cái mẫu quạt phun sương anh em nhé. Mẫu này mùa này xài cái dòng này cực kỳ sướng luôn. Tức là nó vừa là quạt mát mà nó vừa có phun phun sương luôn. Mát hơn quạt thông thường vài độ luôn anh em, rất là dễ chịu. Đây, ba quạt 3 tốc độ, phun sương 3 chế độ. Và anh em lưu ý là nguồn điện của nó là 5V 2A. Công suất quạt là 10W anh em nhé. Thì anh em lưu ý là anh em phải dùng nguồn điện cục sạc 5V 2A để cấp nguồn cho nó. Bởi vì nếu mà anh em cấp những cái cục sạc 5V 1A thì nó sẽ bị cái hiện tượng là quạt nó chạy yếu nhá.
chạy không đủ công suất. Đó nên là anh em cần phải cắm qua cục sạc 2A. Mở hộp đi bạn ơi. Con này kích thước của nó khá là lớn đấy nha. Có hai màu đen trắng nha. Báo cho anh em những cái màu sắc trước để đây con này như con này là màu đen này. Đó, ngoài ra thì nó còn có thêm một cái màu trắng nữa. Ôi sao mà để ngược thế? Đây. Đây là thông tin của nó này. Công suất 10W. Đó, những cái mẫu quạt này kích thước. Đây là cổng cắm USB nhá. Và anh em để ý này, hàng này là hàng chất lượng loại 1. Nên là các cái phần chi tiết, phần nhựa của nó này cực kỳ dày luôn. Đó. Hàng của shop tuyển chọn là tất cả đều là hàng chất lượng cho anh em. Có dán tem bảo hành luôn anh em nhá. Quạt này lớn chứ không nhỏ anh em nhá. Mini nhưng mà thuộc loại lớn, 20. Cao 26 đây, so với cái bàn tay đây anh em này. Đó, đây là ba cái nút chỉnh ba tốc độ của quạt này và ba cái nút chỉnh phun sương này. Đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ báo giá luôn cho anh em và sau đó thì sẽ đổ nước và test thực tế cho anh em xem luôn nhé. Đây là cái sách hướng dẫn kèm theo của quạt. Anh em thấy chưa? Anh em lưu ý là đây là quạt cắm điện nhá, chứ không phải là quạt sạc pin. Đó nên là bên trong của nó sẽ không có pin mà anh em sẽ chỉ được tặng kèm một cái cáp như thế này thôi. Cái cáp này thì anh em cắm trực tiếp qua cục sạc điện thoại hoặc qua những cái ổ cắm USB. Đây anh em nhá. Hiện tại đã đổ nước đầy cho nó rồi này. À, bây giờ thì cắm qua. Đây, anh em nào hôm trước mà lấy cái ổ cắm này thì anh em có thể xài luôn nhá. Ổ cắm này nó 2A này. Xài ngon. Cắm đi bạn ơi. Cắp nguồn này. Rồi, bật quạt. Tốc độ yếu nhất nhá. Rồi. Đây là tốc độ yếu nhất. Đây nó còn có cả báo thức luôn đây này. Rồi đèn nữa này. Đèn ngủ. Đèn nó có đèn đúng không? Đèn. Đây này. Tại vì ở đây ngoài trời nên là anh em nhìn nó không rõ nhá. Rồi. Cái này mình nghĩ là hẹn giờ đó chứ không phải báo thức đâu. Rồi bây giờ sẽ test quạt đây này. 3 tốc độ, bật quạt trước 3 tốc độ đi anh em. Đó, rất là mát luôn anh em nhá. Nếu mà đứng ở cái khoảng cách tầm 1 mét là thấy rất mát. 1 mét luôn anh em nhá. Rồi, đây mình đang để ở 1 mét đây, rồi bật phun sương đi. Đó, 1 mắt này. 2 mắt này. À 3 mắt này. 5 mắt luôn. Đây. Cái hơi sương nó bay rất là xa luôn anh em nhá. Anh em để quạt cách khoảng tầm gần 1 mét là vẫn rất là mát. Còn nếu mà để gần vào khoảng đây khoảng tầm 4-50 phân này, mát lạnh luôn. Rất là dễ chịu. Đó, quạt thì chạy không chổi than, chạy êm. Êm ru. Đó, anh em nào thường xuyên mua hàng của shop thì chắc chắn là cũng đã sở hữu những cái ổ cắm có cái cổng USB 5V này này. Rồi, báo giá anh em luôn đi. Một bộ quạt phun sương mini này sẽ có giá là 290.000. Đó. Hàng chất lượng. À, và một thông tin nữa cung cấp cho anh em là con quạt này thì nó sẽ là động cơ không chổi than nhá. Nên là độ bền của nó thì anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Vợt mũi thanh lý giá rẻ anh em nhá. Này shop có một cái thùng vợt mũi hàng thanh lý. Mới nguyên hộp luôn. Đó, con này thì nó vừa là vợt mũi vừa là vợt bắt mũi luôn nhé. Đây có một cái cáp sạc này. Đó, mày mở cho anh em xem. Rất là xịn, gọn lắm, con này rất là gọn luôn. Mà nó lại có thể gấp được cơ. Đó, gấp gọn. Anh em thấy chưa. Đó, con này thì nó xài cái cục pin 18650 nhé, 5V. Đó, anh em xài lâu dài thì có thể tháo ra thay pin được. Vợt mũi đây. Hai chế độ anh em nhé. Một chế độ là vợt mũi này. Và một cái chế độ là bắt mũi này. Đây, bắt mũi thì nó có cái đèn màu xanh anh em thấy không. Nó có cái đèn màu xanh này. Đó, mạnh thử lấy cái đồ mình thử vợt mũi cho anh em cái. Lấy cái tu vít ra. Hoặc là kiếm một cái gì đó bằng kim loại. Thử cho anh em xem cái độ mạnh của vợt mũi đó anh em thấy không. Đây là bắt mũi đó. Đó.
Còn anh em vượt mũi thì anh em để ở cái nấc thứ hai này, anh em nhấn nút nhá, nhấn nút nó cũng vậy, nó cũng sẽ khi nhấn nó sẽ nổ. Đó, vừa vượt. Đó. Và cái hay của con vượt mũi này là anh em thấy nó có một cái móc treo này, nó có một cái móc treo này rất là tiện, anh em treo lên, anh em bật bắt mũi anh em treo lên, thay đèn bắt mũi luôn. Đó, mà không muốn thì gấp lại rất là gọn luôn, gấp đi. Đó, gấp lại như vậy để xài cũng được. Giá thì cực kỳ mềm luôn anh em nhá. Đó là chỉ có 100 ngàn một hộp thôi. Hàng mới 100% luôn đấy nha. Còn cả hộp nguyên hộp luôn. Đó, 100 ngàn một hộp. Anh em nào chốt thì liên hệ nha. Bình giữ nhiệt anh em nhá. Mẫu bình giữ nhiệt chất lượng inox. Mẫu này siêu to luôn anh em ạ. Mẫu này thì mình đã test thực tế. Con này nó giữ nước lạnh là được 20 tiếng. Còn giữ nước nóng là được 10 tiếng nha. Là đã có test thực tế rồi anh em. Đây là một trong số những mẫu bình giữ nhiệt chất lượng nhất bây giờ luôn. Anh mở hộp cho anh em xem đi. Nó có hai màu nhá. Đó, anh em nhìn thấy cách người ta đóng gói thôi. Đây. Đó. Siêu to. Con này là dung tích của nó là được 1,5 lít. Mở lắp đi mày. Đây. Có một cái lọc này. Đây bên trong của nó đây anh em. Hai lớp nhá. Nó hai lớp inox. Đó, và bên ngoài này thì người ta sẽ sơn, sơn màu. Đó. Chất lượng 1 lít rưỡi đựng thoải mái luôn. Có một màu này á và một màu trắng anh em nhé. Màu trắng, trắng kem. Đó, màu này màu xanh, xanh lá này. Đây, và nó ngoài ra, mình đậy lắp lại cho anh em. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái tay sách như thế này anh em nhé. Nó rất là đẹp luôn. 1 lít rưỡi đựng thoải mái luôn đó. Rồi báo giá anh em luôn đi. 220 ngàn trên một bình. Bình giữ nhiệt. Hàng này mình đã test thực tế cho anh em rồi nhá. Giữ nước lạnh là được 20 tiếng luôn, nước nóng là được 10 tiếng. Ổ cắm vàng siêu chịu lực của shop hôm nay thì lại có hàng thêm anh em nhá. Đó. Ổ cắm siêu chịu lực. Chất liệu của ổ cắm nó sẽ bằng một loại nhựa và cao su kết hợp anh em nhé. Đây này, nhấn còn nhấn vào thì nó còn hơi lún lún này. Và toàn bộ cái lõi bên trong của nó là anh em thấy không, bằng đồng. Đó, ổ này thì nó chịu tải được tới 16A, 250V, 16A. Thì đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 4.000W anh em nhé. Cắm bếp từ, cắm các thứ thoải mái luôn. Anh em mua về bắt dây điện vào đây làm ổ cắm xài gia đình hoặc là mang đi công trình xài rất là ngon luôn. Rồi phích cắm, đây phích cắm đây anh em nhé. Phích cắm cũng có thêm này. Đó, phích cắm này cũng chân đồng. Và cái phích này của nó là phích dẹp nhé. Phích dẹp thì anh em cũng có thể xoay được cái chân này của nó. Mạnh thử xoay cho anh em xem. Ừ. Xoay chân đồng cho anh em xem này. Đó, xoay dẹp hoặc là xoay hình chữ V để cắm theo cái ổ cắm này nhé. Đó, xoay chữ V cắm rất chắc. Đó, thấy không? Chắc chắn. Còn xoay dẹp lại thì cắm ở các cái vị trí dẹp. Đó, ngoài ra thì anh em còn cắm được đa năng này. Cái hay của nó là cắm được đa năng. Cắm 3 chấu cũng được này. Ba cái này thì cắm phích tròn này. Đó rồi, test sơ cho anh em khả năng chịu lực của con này cái. Cái búa phang cho anh em mấy cái. Hàng chịu lực rất là tốt. Quăng ném thoải mái. Anh em thấy không? Đó, như một cái loại nếu mà là nhựa thông thường là đập như thế này thì chắc chắn là banh rồi. Đó, anh em thấy chưa? Rồi báo giá đi mọi nhá. Ổ cắm vàng siêu chịu lực, giá chỉ có 40 ngàn một cái thôi. Xài bao ngon luôn. Phích cắm này 10k trên một. Đó, combo này anh em lấy về xài là vừa rẻ mà vừa chất lượng. Sẵn test ổ cắm thì giới thiệu anh em lô búa luôn nhé. Đây búa về đây. Búa Miyuki. Lô này cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng của shop thì luôn có số lượng lớn anh em thấy không. Luôn có số lượng rất lớn nên là mình luôn có cái giá thành nó cực kỳ tốt cho anh em luôn. Búa này thì đến từ cái thương hiệu Miyuki. Đây anh em nhìn này. Miyuki. Thương hiệu này thì khỏi nói rồi. Nó quá nổi tiếng rồi.
Hàng này thì nếu mà giá hàng mới thì có thể là lên tới 700-800 ngàn một cây búa nếu mà hãng nó bán nha. Nhưng mà cái lô này thì nó bị loại khỏi nhà máy do một số cái lý do, anh em nhìn này. Những cái phần chi tiết khi mà người ta đúc keo thì nó bị lem, bị lỗi. Đó nên là họ bỏ, chứ thực ra cây búa là chưa qua sử dụng. Anh em thấy không? Một đầu gai, một đầu trơn. Đây, cây này bản thân của nó thì nặng gần 2 kg nhá. Cán của nó là cán cán gì mà cán sợi thủy tinh. Rồi, đây, test cho anh em xem cái độ chịu lực của nó này. Bao xe tải cán qua luôn. Cán của nó là dạng mềm anh em nhá, tức là mềm và nhẹ và cầm không bị đau tay. Còn đầu búa thì bằng thép. Nói chung anh em đóng cái này cực kỳ lực luôn. Sưu tầm cũng đẹp. Rồi, thôi báo giá anh em luôn đi. Búa Miyuki, búa tạ 2 kg, cán sợi thủy tinh, giá là 190 à? 190. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về được một thùng đèn năng lượng bàn chải mini. Giá cực rẻ cho anh em luôn. Đây là vỏ hộp của nó. Nói chung mẫu này thì nó nhỏ thôi, nhưng mà độ sáng của nó rất là ok luôn anh em nhé. Có cảm biến người, cảm biến hồng ngoại này, tự động sạc năng lượng mặt trời này, và còn có cả remote nữa. Rồi, mạnh mở hộp cho anh em xem đi. Mẫu này thì kích thước của nó mini nhưng mà nó rất là sáng anh em nhé. Đây. Đó. Rồi, remote rớt bên ngoài luôn. Đây. Nó còn phụ kiện gì nữa không ta? À, nó còn một cái bát nữa mọi người này. Đây anh em nhé, nó có một cái bát này để anh em bắt lên tường, lên xà gồ này. Đây, cái đèn thì nó nhỏ thế này thôi. Lột tấm pin lên cho anh em xem này mày. Bên trong rồi nó có pin sẵn rồi, nó tích điện anh em nhé. Tích điện bằng năng lượng mặt trời. Đây là cái gật gù để anh em chỉnh này. Chỉnh lên, chỉnh xuống. Đây, công tắc đây. À, bật lên nhưng mà tại vì nó cảm biến đó. Cái này phải che tấm pin lại nó mới sáng. Thử đi mày. Đó, anh em thấy chưa? Tức là con này nó chỉ sáng vào ban đêm thôi anh em nhé. Ban ngày thì nó sẽ tự động nó tắt. Nó cảm biến rất nhạy. Và ngoài ra thì anh em còn có thể chỉnh sang cái chế độ mà ban đêm tắt luôn. Khi nào mà có người đi qua thì nó mới sáng bằng cái remote. Đây là remote của nó anh em nhé. Đó, nó có 3 chế độ. Rồi, ok. Mày úp lại cho anh em xem lại độ sáng cái nữa đi. Sáng rực luôn anh em này. Đó, thấy không? Sáng lắm. Nhỏ mà rất sáng luôn. Rồi, ok, để xem cái thông tin của nó xem là thời gian sáng được bao nhiêu. Cái vấn đề này là nhiều anh em quan tâm này. Đó, con này thì nói chung bèo bèo nó phải sáng được 5-6 tiếng anh em nhé. Mấy cái mẫu đèn này mình xài đa phần là nó sẽ sáng được khoảng tầm 5-6 tiếng. Nói chung là đủ sáng cho anh em đến tầm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng. Nếu anh em để ở chế độ cảm biến cơ thể hồng ngoại người, tức là có người đi qua mới sáng á, thì chắc chắn là sẽ xuyên đêm. Rồi, thôi báo giá anh em luôn đi. Giá 120 ngàn trên một bộ. Không tốn điện. Đó, anh em lắp ngoài sân vườn nó quá ngon luôn. Chẳng cần phải đi dây nhợ gì cả. Đó, xài vài năm không tốn điện nha anh em nhá. Không tốn điện mà nó tích điện bằng năng lượng mặt trời. Anh em nhanh tay nhá, chỉ có một thùng thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có một cái lô khóa mã số hàng lớn anh em nhá. Con này là hàng lớn, con này anh em sử dụng được khóa cửa là ok này. Hàng này là của Nhật nhá. Nói chung là cái này thì mình lục ở trong đây nó ra được khoảng tầm một bao. Đây này, lấy vài con ra đây cho anh em xem này. Trong này tối quá. Đưa ra đây, quay cho anh em thấy rõ này. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Toàn bộ của nó bằng kim loại nhá. Và kích thước của nó rất là lớn. Đây này. So với những cái khóa vali lúc trước ấy, thì con này nó lớn hơn rất nhiều. Đây, anh em thấy không? Đó. Cái cọng thép này của nó này là cỡ khoảng tầm 6 ly anh em nhé. Đó, làm khóa cửa ok luôn. Hàng nội địa Nhật. Con này thì ở trên mỗi một cái khóa này, nó sẽ có một cái mã số nhé. Đây này. Ví dụ như là con này mã của nó là bao nhiêu đây. Để ngửa lên cho anh em thấy. Đây này, đây này. Đấy. Con này mã của nó là 351. Thì anh em để ý trên thân khóa nó sẽ có một cái mũi tên này. Anh em xoay đúng 351 thì sẽ mở được nhá. Rồi, con này anh em sử dụng để khóa cửa các thứ nó ok này. Rồi, báo giá anh em nó đi. Khóa số Nhật loại lớn. Giá là
40 ngàn cái. Size này là size lớn nhất anh em nhé. Đó, số lượng có chắc cũng có vài trăm cục rồi. Nãy giờ anh em có nghe cái tiếng khè khè của cây quạt này không? Đó là cái tiếng nó phun sương anh em nhé. Máy tắt phun sương đi cho anh em thấy độ êm của quạt đi. Đó anh em thấy chưa? Quạt Nhật chạy siêu êm luôn. Bình nước lớn, có bánh xe di chuyển. Con này công suất của quạt chắc nó cũng phải tầm cỡ 150W á. 3 tốc độ gió, mình đẩy tốc độ nó lên đi túp lăng cho anh em xem đi. Có túp lăng không? Có chứ. Đó túp lăng đó. Con này thì nó phun sương bằng đĩa anh em nhé. Đây này, cái đĩa này nó có một con motor này anh em này. Nhìn bên trong quạt này, nó có một con motor màu đen đó. Là nước nó phun vào trong cái đĩa này và nó xoay cái đĩa tạo ra cái cơ chế phun sương, chứ không phun sương bằng béc nhá. Đây là dây phun sương và cái bình chứa nước của nó này. Hàng này còn chưa vệ sinh đâu anh em. Đó, đẹp luôn. Có 3 lết thì không còn quá nhiều đâu anh em. Cơ chế phun sương bằng cách nhấn nút nhá. Mạnh nhấn nút phun sương cho anh em xem. Phun chưa? Đó, anh em thấy không? Nó phun sương này. Đây nhá, ở đây nó có một cái khóa nước anh em này. Đây, phun sương đây anh em nhìn này. Siêu mát luôn. Nước dư sẽ chảy xuống cái máng này nhá. Và chảy xuống dưới. Lồng cánh bằng thép hết. Sơn tĩnh điện màu xám rất đẹp. Rồi, xoay về đây cho anh em cái. Đó, phun sương. Hơi sương phun xa 3-4 mét luôn anh em nhé. Cực kỳ mát luôn. Mà anh em nhìn cái chiều cao của nó này, so với người đứng là nó cao hơn đầu người luôn rồi. Con này để ở những không gian rộng lớn, nhà hàng quán ăn sân vườn thì siêu ngon. Ngoại hình đẹp. Này mà vệ sinh ra là nó còn được cỡ 90% luôn á. Rồi, có vài cây thôi, báo giá anh em nhanh đi. Hôm trước là bán 5.3 triệu đúng không? Hôm nay chốt nhanh cho anh em là giá chưa đến 5 triệu luôn, 4.9 triệu cho anh em nhanh tay nhá, 4.9 triệu một cây. Đó, ưu tiên cho anh em ở thành phố. Con này đóng gói đi bưu điện thì nó rất là cồng kềnh luôn anh em. Đây, ở đây thì shop còn vài bao anh em này. Cây shop để anh em chặn cửa nhá. Chặn cửa, chống côn trùng, cách nhiệt phòng máy lạnh, cực kỳ tốt luôn. Đây, đưa ra đây cho nó sáng mọi nhá. Thả đây đi. Đó, cây này thì nó dài tới 90 mấy cm anh em nhá. 90 mấy cm lận. Đây, chất liệu của nó là bằng mút xốp và cái phần dưới cùng này của nó thì cực kỳ dai luôn. Đảm bảo cho anh em là người ta bọc thêm một cái lớp gia cố để khi mà nó cà xuống dưới sàn nền gạch men này này thì nó sẽ không bị chày nhá. Cái này thực tế mình sử dụng ở nhà luôn á, là tuổi thọ của nó thấy có thể được khoảng tầm hơn 1 năm mới phải thay. Mà giá thì cực kỳ tốt luôn. Đó, đút cho các thể loại cửa nhá. Mày cầm cho em một cái bên này em kéo ra cho anh em xem. Đây này, đó, nó banh ra được như vậy này. Đút được cửa lớn, cửa nhỏ, 5 phân, 6 phân, 4 phân thì đút được hết. Và rất là kín luôn. Cách âm, chống côn trùng, cũng như là cách nhiệt cho những cái phòng máy lạnh nhá. Rồi, báo giá anh em luôn. Bao nhiêu? 35 ngàn cây. 35k thôi nha. Cây này chiều dài của nó hình như là được gần 1 mét á. Nói chung đa phần cửa thì, cửa nhà anh em là đa phần là dư hết, đều phải cắt đi nhá. Đa phần đút vào xong dư bao nhiêu mình cắt bỏ đầu đi. 35k một cây. Mút cắt nhiệt. Hôm nay thì bên shop lại có thêm hàng camera wifi anh em nhé. Camera wifi đến từ hãng Yoshi. Yoshi. Đó, con này thì có tiếng anh em nhé. Có tiếng này, tức là anh em có thể nghe được âm thanh môi trường luôn. Đàm thoại báo động chống trộm, chống nước này, ngoài trời anh em nhé. Đó, xoay 360 độ. Dòng camera này thì vừa kết nối được với lại wifi mà vừa gắn dây được luôn. Đây, phụ kiện bên trong thì anh em sẽ có đầy đủ nhé. Đó, đây, một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Anh em cài app Yoshi và tải theo cái hướng dẫn này nhé. Nói chung anh em nào mà mua cam về mà không biết cách cài thì cứ kết nối Zalo với shop, sẽ gửi cho anh em một cái video cụ thể để cài. Đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Adapter này,
Đó. Ở đây thì nó sẽ có ba cái kết nối nhá. Một cái là cấp nguồn này, cái rắc tròn này là cấp nguồn này. Cái này là cắm dây mạng này. Anh em nào mà không xài wifi thì cắm dây mạng. Xài wifi thì bỏ cái này. Cái này là nút reset nha. Reset khi mà anh em cài anh em bắt buộc phải sử dụng đến cái nút này. Rồi xong. Đây là con cam. Đó, con cam này thì nó có rất nhiều mắt hồng ngoại nha anh em nhé. Đây, rất nhiều những cái đèn hồng ngoại này. Siêu nét, xoay 360 độ. Cái này ngoài trời anh em gắn trong nhà càng tốt nhá. Gắn được cả trong nhà nó ngoài trời luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem một đoạn video mình test thực tế cam và cái tính năng báo động chống trộm nha. Có tính năng chống trộm, đuổi trộm luôn. Đó, và giá của một bộ camera này á thì sẽ là 480.000 nhé. Đó, anh em nào có nhu cầu mua thêm thẻ nhớ của hãng luôn á thì thẻ bên shop đang cung cấp cái bản 64GB này. Giá của nó là 130.000 đồng nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem một cái đoạn video mình test thực tế của nó. Sau khi kết nối xong thì anh em bấm vào phần cài đặt nhé. Chỉnh vào phần hình ảnh và âm thanh. Tăng độ phân giải của hình ảnh lên siêu cao để cho nó nét nhất. Hiện tại là mặc định của nó là rất thấp để cho nó mượt á. Nếu mà mình xài wifi khỏe thì mình sẽ chỉnh lên siêu cao rồi trở lại cho anh em xem độ nét đi. Anh em thấy chưa? Siêu nét luôn, mạnh thử chỉnh hướng đi. Chỉnh xoay thử đi, lên xuống, lên đi. Đó anh em thấy chưa? Mượt mà. Rồi xuống. Có âm thanh nha. Alo, alo. Đây, âm thanh thì bấm vào đây này. Bấm và giữ và nói nha. Alo, alo, alo. Ngoài ra thì con này nó còn có tính năng chống trộm anh em nhá. Cảnh báo chống trộm. Thử đi. Khi mà thấy người lạ vào nhà anh em có thể bật chế độ cảnh báo để đuổi người lạ đi này. Ấn vào chữ đuổi nhanh này. Đó. Đó, sẽ tự động nó hú còi và chớp đèn nhá. Đây là tính năng chống trộm. Giá đỡ điện thoại nhôm xoay 360 độ. Con này thì bên shop vẫn đang sẵn hàng con màu trắng và màu xám anh em nhé. Giá là 190.000 trên một bộ. Full nhôm, mình mở hộp cho anh em xem một cái đi. Đây, mở cái này đi. Con này là hàng lớn anh em nhé, chứ không phải hàng nhỏ nhé. Đây. Đẹp lắm. Nó toàn bằng nhôm hết rồi, nhôm trắng. Đó, có một số mẫu thì một số bộ thì nó sẽ sơn màu xám nhé. Con này thì nó là nhôm và nó sơn màu bạc. Nó có ổ bi nhá. Ở đây nó có ổ bi này, xoay rẹt rẹt này. Đó, anh em có thể dán nó xuống bàn luôn hoặc để như vậy cũng được. Đó, xoay rẹt rẹt luôn. Chỉnh góc này. Để ngang, để dọc thì cũng ok hết á. Đó, anh em sử dụng để làm việc nhá. Ví dụ anh em để máy trên bàn anh em làm việc, anh em chọc vào này thì cầm đỡ mỏi tay, hoặc là để máy chơi game, nghe nhạc, hát karaoke, xem YouTube. Đó, nó rất là nhiều cái công dụng. Đây, toàn bộ chi tiết của nó được gia công bằng nhôm, mạnh thử duỗi thẳng hết ra cho anh em xem cái cần của nó. Đó, xoay gật gù các kiểu luôn anh em nhé. Rồi, gấp gọn lại cũng rất là gọn luôn. Ok, giá 190.000 trên một cái. Có hai màu là màu bạc và màu xám nhé. Cái màu xám của nó thì khá giống cái này này, khá giống cái miếng đệm này này anh em này. Hôm nay shop lại tiếp tục có thêm một mớ máy lạnh hàng đẹp cho anh em nhá. Đây này, máy lạnh Nhật. Đó, con này thì giá rất là ok. Anh em chỉ cần đầu tư cho nó một cục biến áp 100V mà khoảng tầm 800.000 nữa là chuyển điện sang xài được. Vì nó xài điện 100V, công suất của nó là suýt soát một ngựa nhá. Và toàn bộ lô này thì nó là đời của nó sẽ là 2022. Đây. Đây anh em nhìn nhá. Đời của máy lạnh là 2022. Đây, công suất của nó đây nhá. Suýt soát một ngựa, nhưng mà nó thực tế là nó còn lạnh hơn máy một ngựa của Việt Nam, à của hàng trong nước anh em nhá. Gió cho anh em nhá. Đang máy đang chạy anh em nhá. Máy đang chạy này. Đây, điều khiển của nó đây nhá. Con này anh em sử dụng để bắt cửa sổ anh em nhé. Treo ở cửa sổ đây này. Đằng trước này là dàn lạnh này.
dàn nóng nó sẽ ở đằng sau này nhá. Đây này, dàn nóng anh em nhìn đẹp không? Nhôm không bị dập nát gì luôn, còn rất mới. Đó, đây, nhiệt độ ngoài trời đang là 34,5 độ C, mạnh giò đầu, miệng gió test cho anh em. Rồi, anh em thấy không? Con này anh em sử dụng treo cửa sổ, nhiệt độ đang giảm này. Anh em thấy chưa? Đang gió nhiệt độ ở đầu, đầu đậm miệng gió 29. Đứng phía trước này rất là mát luôn anh em nhé, mát lạnh luôn, đang xuống dần. Đó, anh em thấy chưa? Nhiệt độ xuống rất là nhanh. À, phải giảm xuống nữa, nãy để remote hơi cao, đang để 25 độ C, phải giảm xuống nữa. Đây, giảm sâu xuống. Đó, nó xuống rất là nhanh rồi nha. Máy nó sẽ chạy công suất lớn hơn để giảm nhiệt độ nhá. 23 rồi kìa. Nó sẽ xuống khoảng đo tại miệng gió này có thể xuống 16, 17 độ luôn. Là chuyện bình thường nhá. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang để ngoài trời anh em này, rất là nắng luôn. Đó, mà nó xuống lạnh như thế này là anh em biết là máy, máy này thì anh em xài thì nó sẽ hiệu suất của nó rất cao, thậm chí nó còn ngon hơn máy một ngựa hàng trong nước nhá. Đó, anh em chỉ cần bỏ chi phí anh em đầu tư cái cục biến áp khoảng tầm 800 ngàn, nhưng bù lại anh em chỉ cần xài trong vòng một năm thôi là anh em huề cái tiền điện, thậm chí là dư tiền điện luôn. Mà ưu điểm của nó là anh em treo cửa sổ nhá, đây là máy lạnh cửa sổ mà, treo cửa sổ thì mình tháo lắp các thứ nó rất là đơn giản, không phải khoan đục tường. Đó, không chảy nước nhá, con này không chảy nước. Con này là nước chảy ra bao nhiêu là nó sẽ phun lên dàn nóng để nó tản nhiệt luôn. Đó, và giá thì vẫn là 5,3 triệu một bộ. Nhưng mà anh em lưu ý là 5,3 triệu là shop sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cái khung nhôm, cái khung nhôm để anh em bắt máy lạnh nhá. Đó, bây giờ đang là mùa nóng, anh em tranh thủ đặt. Mai mốt là kiếm cái hàng này là rất khó, sắp tới là có thể sẽ cháy hàng luôn. Mà bây giờ hiện tại này đang sẵn đời, đời mới 2022. Sản phẩm tiếp theo sẽ là bao tay, à cặp tay ga xe máy anh em nhé. Chất liệu là da bò. Đây, nó rất là đẹp, siêu bền cho anh em luôn. Hàng này là hàng handmade anh em nhé. Da bò, hàng da bò chuẩn 100% luôn anh em nhé. Đây, nói chung là anh em lấy về thì chỉ việc rút cái tay ga cũ ra rồi anh em gắn vào thôi. Cầm rất là êm tay. Đó, và siêu bền luôn anh em nhé. Nó có màu xám đá này, màu tối, màu đen này, đây màu đen này, và màu vàng luôn em nhé, màu vàng da bò, đây màu đen này. Đó, bao tay ra cầm rất là êm tay luôn. Anh em mua tay ga xe Honda, cặp tay ga xe Honda thì sẽ tặng một cái túi da để đựng hộp quẹt, đựng bật lửa luôn anh em nhé. Cái này anh em sử dụng để treo móc khóa rất là đẹp này, da bò 100%. Đó, và anh em lưu ý là chỉ tặng cho anh em cái túi này thôi nhá, chứ không tặng cái hộp quẹt này. Hộp quẹt này chỉ là để mô phỏng thôi, bởi vì cái này thì thực ra nó không đáng bao nhiêu tiền. Đó, và cái sản phẩm này thì bên shop sẽ không bán nhá, mà chỉ tặng kèm cho anh em mua tay ga xe máy da bò. Cặp tay ga này thì giá của nó sẽ là 150 ngàn một cặp anh em nhé. Automat chống dập, automat cóc chống dập cho anh em lắp xài gia đình này. Đó, shop vẫn đang sẵn hàng automat 15A, 20A và 30A anh em nhé. Bây giờ mình sẽ test automat chống giật nhé. Anh em lưu ý là khi test át là anh em tuyệt đối không để hai cái dây lửa nguội chạm nhau nhé. Đó, mình sẽ test bằng một dây thôi. Anh em dùng bút thử điện, anh em kiểm tra cái dây nào mà nó đỏ là anh em sẽ test. Đây, một là nhấn nút này, nhấn nút là nó nhảy là cũng là được này. Đó, cách thứ hai là dùng một dây này anh em tiếp xuống cái phần đất nhá. Đây, như vậy. Đó, khi mà rò điện là áp nó sẽ tự động nó nhảy. Đó, hàng của shop thì vẫn bao anh em hoạt động. Con này thì anh em gắn bắt lên tường cũng được, khoan tắc kê bắt nổi trên tường, hoặc là bắt tủ điện, hoặc là, à xin lỗi anh em là không bắt được ray nhá, không bắt được ray tủ điện mà anh em bắt vào trong hộp điện, hoặc là anh em làm các cái dòng CB cho các thiết bị như là máy nước nóng này, tắt mở máy nước nóng, máy lạnh,
hoặc là các cái thiết bị motor công suất lớn, nó sẽ có một thêm một cái tính năng, nó là tính năng chống giật, chống rò anh em nhé. Nó khi mà bị rò điện là con át này nó sẽ tự động nó nhảy. À, mình sẽ cho anh em xem video test át thực tế. Còn giá của át á, thì nó sẽ có 3 loại anh em nhé, 15A này, 20A này và 30A. Đây như thế này. Đó. Như thế này anh em nhé. 15A giá là 40.000 đồng một cái, 20A giá là 50 và 30A giá là 60. Hàng thì sẽ được bao hoạt động, bao sống anh em nhé. Đó. Và bao đủ ốc vít cho anh em luôn. Màu sắc thì nó có hai màu đen trắng. Bộ máy rửa xe mini giá tốt cho anh em lấy về sử dụng, xài gia đình, tưới cây hoặc rửa xe đều ok anh em nhé. Máy sẽ có rờ le tự động ngắt nha. Anh em bắt đầu bóp súng thì máy nó mới chạy. Chỉnh tia. Chạy rất êm. Đó, sửa xe mini ok luôn nha. Khá mạnh. Bộ này thì shop cung cấp cho anh em đầy đủ phụ kiện, không thiếu gì cả. Mua về chỉ việc cắm điện là sử dụng được ngay. Đó, máy bơm của nó thì sẽ sử dụng động cơ DC 12V nhé, động cơ 775, hai con motor bơm kép. Đó, có rờ le tự ngắt, khi anh em thả cây súng ra thì nó tự động ngắt anh em nhé. Đó, và sẽ có kết nối qua một bộ chuyển điện từ 220 qua 12V để anh em cắm điện. Đó, cắm cái bộ này qua điện nhà là nó chuyển qua 12V này, là con máy bơm này nó chạy nhá. Phụ kiện kèm theo thì dây súng xịt đầy đủ. Súng này thì anh em chỉnh được tia nhá, chỉnh xòe ra để tưới cây mà chỉnh trụm lại để rửa xe đều được. Dây dài 5m. Xin lỗi anh em là bộ này giá trọn gói của nó là 450.000 anh em nhé, 450.000 một bộ đầy đủ như thế này. Anh em tranh thủ mua, hôm nay shop sẽ trợ giá cho anh em một cái mức giá tốt nhất luôn. Mẫu quạt sạc pin gấp gọn, giá thì sẽ tốt nhất trong các video từ trước đến nay luôn anh em nhé. Đó là chỉ có 100.000 thôi, 100k cho một con quạt sạc. Mở hộp cho anh em xem. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Sạc bằng USB nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 17 cm. Đây, anh em thấy không? Để bàn gấp gọn. 3 tốc độ gió. Đây là tốc độ yếu nhất nha. Cái thứ hai là sẽ mạnh hơn này. Cái thứ ba là khá là mát rồi em nhé. Đó, cái thứ ba là khá là mát rồi. Quạt chạy khá êm. Em thấy không? Cái thứ ba này anh em để khoảng cách tầm 60 cm để bàn á, là rất là mát rồi. Có thể chỉnh được chiều cao rồi. Đó. Gấp gọn lại. Pin của nó thì sẽ xài viên pin 18650 nhé. Anh em có thể tháo ra để thay pin hoặc là giữ phòng pin. Đó, giá rất là tốt luôn anh em nhé, 100.000 thì một bộ quạt sạc. Còn mắt cảm biến ánh sáng anh em nhé, cảm biến ánh sáng chuyên sử dụng để anh em gắn đèn này, gắn các loại đèn sân vườn hoặc là công trình. Con này khi mà lắp đặt xong á, là 10A nhá, nó chịu được 10A, khá là ngon. Tức là cứ khi mà ban đêm tới thì con cảm biến này nó sẽ đóng cái rờ le tự động mở đèn, còn ban ngày nó tự động nó tắt. Đây, test thử cho anh em luôn, cắm điện này Hùng ơi. Đây nha, bóng đèn thì mình đấu qua một cái đuôi như thế này nha anh em nhé. Đó, dây thì anh em nhìn thấy cách đấu này. Dây đỏ là vào một dây đèn này. Dây đen là cấp một dây nguồn vào này. Còn dây trắng á, là vào một dây đèn và kết hợp ra một cái dây nguồn còn lại luôn. Rồi cắm điện đi. Mở ra này. Tạch, anh em thấy nó kêu tạch không? Đẩy lại này. Khoảng 5 giây, anh em thấy chưa? Đó, giá anh em nó đi. Một bộ này là giá là 40.000 một bộ anh em nhé, 40.000. Anh em lưu ý là 40.000 là một cái này nhá. Một cái mắt cảm biến này này. Và sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay
sẽ là lô thiết bị vệ sinh cao cấp, chất lượng. Hôm nay có cả bồn rửa chén hiển thị nhiệt độ anh em nhé. Bồn rửa chén inox kiêm luôn cả vòi rửa chén. Con này thì nó thuộc cái phân khúc cao cấp anh em nhé. Đây này, nên là có rất là nhiều tính năng. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là anh em thấy không? Nó sẽ có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây, hiển thị nhiệt độ của nước. Con này là hai đường nóng lạnh anh em nhé. Đây này, chỉnh nóng lạnh này. Đó, đến cái nút chỉnh nóng lạnh này của nó cũng bằng kim loại luôn anh em nhé, bằng inox luôn. Đó, đây là tắt này. Anh em nào lắp nóng lạnh thì anh em vặn lên là nó sẽ nóng lạnh chỉnh này. Đó, và khi mà có nước thì cái con đồng hồ này nó sẽ hiển thị anh em nhé. Nó hiển thị nhiệt độ và một vài các cái thông số khác. Đây, cơ cấu sử dụng của nó thì sẽ sử dụng phím bấm thay vì là dùng khóa gạt bằng tay anh em nhé. Đây này, phím này là nhấn mở cái vòi rửa chén chính này. Đó, có thể xoay được anh em nhé. Đây, xoay này. Còn cái phím này là nó sẽ xả cái thác này. Nó xả cái thác nước ở đây để mình rửa rau củ ở cái chỗ này. Rất là tiện luôn anh em nhé. Đây. Đó, bồn thì chất liệu bằng inox. Em thấy là cái cạnh inox nó rất là dày luôn này. Đây này. Đó. Đầy dặn chắc chắn lắm anh em ạ. Đó, và nó có hai cái khay nhá. Khay là thì mình có thể lấy ra được. Đây, mình có thể lấy ra được cả hai khay. Mình có thể đẩy qua đẩy lại được như thế này. Đó, rất là tiện luôn. Khay này thì nó phụ kiện ở dưới này là đầy đủ anh em nhá. Cống thoát sàn, dây ống của nó để thoát nước ở dưới này có đầy đủ phụ kiện. Đó. Và con vòi rửa chén này á thì nó là vòi chén rút anh em nhá. Tức là gì? Đây. Anh em rút ra, anh em rửa, sau đó mình thả tay ra là tự động nó sẽ thu về. Đó, như vậy chỉnh tia nước các kiểu luôn. Đó, bằng inox anh em nhé, bằng inox. Vòi chén rút. Đó, anh em thấy không, xoay được các kiểu luôn này. Đó, cái này của nó cũng có cái khớp ở đây xoay này. Công tắc chỉnh tia nước 3 chế độ. Đó, và nó cũng xoay qua xoay lại được. Đây là một cái mẫu bồn rửa chén rất là hiện đại luôn. Rồi mình đo kích thước cho anh em đi. Khá lớn nha anh em nhá. Bồn này là bồn 1 nhưng mà nó khá lớn. 75. Bao nhiêu? 46. 75 x 46 anh em nhá. Đó, chiều cao của cái bồn này là nó khoảng 20 cm. Đấy, rất là sâu luôn. Anh em có thể chọn rửa bằng hai cái khay này hoặc là lấy hết ra mình cũng này cũng được. Đây là cái thiết kế phía đằng sau của nó anh em nhá. Thì anh em cấp nước vào thì mình sẽ cấp nước vào hai cái dây nóng lạnh này. Còn lại thì đây là cái con cảm biến đo nhiệt độ này. Còn cái con này là cái con dây rút này. Nó có cái cục cao su nặng để nó rút xuống. Đó, và đây là cái ốc của nó này. Anh em thấy là toàn bộ bằng đồng nhá. Cái củ để anh em bật đó, nó cũng bằng đồng luôn. Đó, và đây là các cái cạnh inox của nó anh em thấy không? Cực kỳ dày dặn chắc chắn. À, sản phẩm này còn tặng kèm thêm cho anh em một cái thớt bằng gỗ anh em nhá. Và nó cũng có thiết kế là vừa với cái bồn này luôn này. Đặt đến đây là xài rồi. Đó. Và mình cũng sẽ báo giá luôn với anh em. Đây, mình ghi lên trên tấm thớt gỗ đi. Dán băng keo giấy lên. Là một bộ bồn rửa chén kiêm luôn vòi rửa chén cao cấp này. Có hiển thị nhiệt độ bằng màn hình điện tử nhá. Thì giá của nó sẽ là 3.950.000. 3.950.000. Đó. Anh em nào chốt thì liên hệ nhá. Đó, giá này thì cũng chỉ bằng một số những cái mẫu bồn thông thường anh em mua bên ngoài thôi. Nhưng mà mẫu này cực kỳ cao cấp. Tiếp theo thì sẽ là sen cây phím đàn anh em nhé. Sen cây phím đàn anh em nhìn trên video như vậy thôi chứ thực ra nó rất là dài luôn ạ. Cao to. Đó, sen cây phím đàn này thì chất liệu của nó là đa phần là bằng đồng thau anh em nhé. Sơn nano xám này cùng tông với cái con bồn rửa kìa. Rất đẹp. Nó duy nhất nó chỉ có dây này và hai cái phần tay sen cũng như là bát sen là nó bằng nhựa ABS thôi. Đó, còn lại những cái chi tiết của nó như là anh em nhìn này, ống này là bằng đồng sơn xám nhá, củ 100% bằng đồng luôn, sơn nano xám.
đó, và sử dụng cái hệ phím bấm anh em nhé, đây này, bấm phím đàn anh em nhìn này, đó, tắt bấm giống như bồn rửa, bốn chức năng, tắt mở nó có một cái vòi xả ở dưới này nữa nhá, vòi xả này, vòi xịt vệ sinh này, vòi sen phụ này, vòi sen chính này, siêu đẹp luôn. Đó, anh em lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái khóa nước tổng đúng không anh? Cái này anh em mà gạt sang ngang nhá, gạt sang ngang thì mới mở được những cái phím này. Còn anh em mà đóng như thế này là toàn bộ những cái này sẽ mất tác dụng, đúng không? Đúng. Ngoài ra thì cái này cũng chính là chỉnh nóng lạnh này, lên xuống là chỉnh độ nóng lạnh của sen. Đó, đây vòi xịt vệ sinh đây, dây lò xo siêu đẹp luôn, bằng đồng anh em nhé, mạnh vặn ra cho anh em xem. Đó, anh em thấy chưa? Bằng đồng, rồi xài vào đi. Bộ này xài là bao bềm luôn, giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Một bộ sen cây tắm phím đàn đồng thau cao cấp này, anh em ra showroom mua là phải tầm, nếu mà đúng chất lượng như mình giới thiệu là phải tầm 4 triệu, bởi vì ở ngoài đó người ta mặt bằng rất là cao, còn giá online của shop là 1.950.000 trên một bộ anh em nhé, và còn được miễn phí ship cho anh em chuyển khoản. Rồi tiếp theo sẽ là các cái thiết bị khác. Thiết bị khác thì hôm nay có mẫu mới giới thiệu anh em trước đi. Còn van tê đồng cao cấp, cầm cực kỳ nặng tay luôn. Con này thì ứng dụng của nó là anh em nhìn này, đó anh em thấy không? Nhìn kỹ bên trong bằng đồng nhá. Nó tiện bằng đồng và nó mạ chrome bóng. Nhấn nhá cái phần tay nắm đồng này nữa. Con này thì anh em ứng dụng của nó là gì? Anh em ren của nó là 21 nhá. Anh em vặn cái ren này vào tường, nó chia ra cho hai đường. Một đường mình sẽ cấp cho bồn cầu, một đường mình sẽ cấp cho các thiết bị khác như vòi xịt vệ sinh. Đó, khi xảy ra, mày cầm cho em cái ren này. Khi mà anh em xảy ra các cái sự cố về nước á, anh em khóa cái van này lại. Đây, đây như thế này là mở này, hãm lại là siết lại là khóa này, là nó sẽ khóa nước hai cái đầu này. Đó, ngoài ra thì mình còn chỉnh áp được. Ví dụ anh em mở nó ra này, mở nhỏ thì nước yếu, mở ra hết cỡ thì nước sẽ xả mạnh, tức là nó chính là cái van chỉnh áp luôn. Đó, rất là ngon. Rồi, giá của van tê giảm áp, van tê cầu, giá của nó sẽ là 90.000 trên một cái. Hàng cao cấp anh em nhé, cực nặng luôn. Đó, bóng đẹp. Rồi, Rumine đây. Rumine cũng đồng thau luôn, nguyên con, tiện, bóng, mạ chrome bóng. Đó, đồng nhưng mà mạ chrome bóng này lên á, thì nó sẽ chống được ba cái ăn mòn. Đồng nó vẫn có thể bị oxy hóa anh em nhé, nếu mà tiếp xúc với môi trường nước. Rồi, Rumine này thì ren 21 luôn anh em nhé. Đó, cầm rất là nặng tay, giá là vẫn là như cũ thôi, 100.000 đồng trên một cái. Tiếp theo sẽ là các cái thiết bị như là vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh của bên shop á thì siêu nặng nha anh em nhé. Đây này, tháo lõi cho anh em xem luôn, tháo cho anh em xem cái độ dày cũng như là độ nặng của vòi xịt. Đây, như thế này này, anh em nhìn này, anh em biết là hàng chất lượng cỡ nào rồi. Ti bằng đồng, siêu dày. Đây, thả xuống nền nhà cho anh em xem. Này, anh em biết cái chất lượng của nó rồi. Tay cầm, bóp rất nhẹ nhàng. Dây của nó thì, đây, anh em thấy không? Dây bố, chịu áp cao. Dây dài 1m2 anh em nhé. Thì một bộ vòi xịt vệ sinh này sẽ có giá là 190.000 đồng. Đó, giá rất tốt luôn cho một cái mẫu vòi VIP như thế này. Có được tặng kèm thêm một cái gác. Đây, như thế này, cả dây luôn. Là 190.000 trên một bộ. Một bộ nó như thế nào? Đó, một bộ như thế này em nhé. Là 190. Là vòi xịt vệ sinh. Rồi, tiếp theo sẽ là mẫu vòi rửa chén. Vòi rửa chén này thì cũng là hàng bẻ và chỉnh nước như thế này anh em nhé, là chỉnh tia xòe trụm á. Đó, nóng lạnh hai đường. Nếu mà anh em xài một đường á thì anh em cứ nối hai đường này vào một đường lạnh thôi. Đây này, dây của nó đây này,
Đây là dây của vòi rửa chén nhá. Đó, dây nóng lạnh. Rồi, báo giá anh em luôn, vòi rửa chén inox. Đây là phụ kiện của nó này anh em này. Ren để anh em bắt vào cái đít này của nó nhá. Để bắt vô cái bồn. Đây, chất liệu là đúc nguyên con. Sau đó là họ gia công tiện. Báo giá anh em đi. 400 vòi rửa chén là 490 anh em nhá. 490 ngàn một bộ. Đó, ghi giá lên đây để cho anh em dễ thấy. 490 ngàn. Bộ hút sàn. Đây. Bộ hút sàn. Bộ này nó chính là con van một chiều ngăn mùi hôi anh em nhé. Tức là nó chỉ cho nước đi xuống thôi và không cho mùi hôi từ dưới cống thoát lên. Đó, bộ này thì đường kính của nó sẽ là 12 x 12. Và nó lắp được rất là nhiều các loại ống khác nhau, từ ống 90 cho đến ống 60 nhé. Thì bộ này giá của bên shop đang bán là 250 ngàn trên một bộ. 250k. Rồi, được rồi. Tiếp đến và cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong video sẽ là cái lô bộ vòi sen, củ sen bóng. Đây, hàng của shop là nặng 1,3 kg, anh em lưu ý nhá. Hàng đúc bằng inox nguyên con. Có thêm cho anh em một cặp khớp khớp Z. Đó, cặp khớp Z và bát để gắn vô tường. Thì bộ này giá của nó sẽ là 480 nhá. 480 anh em lưu ý là giá của cái củ sen này không thôi nhá. Cái củ sen và một cái hộp phụ kiện này là 480. Còn anh em muốn lấy thêm tay sen của nó, tay sen và dây sen đồng bộ thì bộ này sẽ có giá là 130 ngàn. Một bộ tay sen kèm dây, kèm gác nhá. Đó. Rồi. Quay lại cho anh em xem sơ qua lô thiết bị vệ sinh chút. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ nhá. Số điện thoại thì shop sẽ để ở góc bên phải màn hình. Kho hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ship toàn quốc anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.